Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu thì là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 9 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp, rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần và nhiều những cái dòng hàng kg đẹp và đáng sưu tầm. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xe báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp nhé. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay thì em về cập bến cái lô kiều vuông mỡ gà, hàng của vùng Cao Bằng ạ. 1 kg được cực nhiều luôn. Cây nhỏ này cô chú anh chị về ghép sẽ rất là dôi và đồng thời được những giỏ lan tròn và rất là đẹp. Cây nhỏ nhưng mà đều đã cho nụ cho hoa hết ở những năm trước nhé cô chú anh chị nhé. Với những cây nhỏ như vậy cô chú anh chị về sẽ được rất nhiều thân, khi mà nở hoa thì sẽ được những chậu lan mà rất nhiều những chùm hoa đẹp cô chú anh chị ạ. Giá em bán ở đây chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi, dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Đấy, cái dòng hàng kiều vuông mỡ gà quê em thì nó không có được dài như là những cái vùng miền khác, nhưng mà lại cực kỳ là sai bông. Cô chú anh chị nào mà đã từng chơi rồi, được từng trồng rồi thì biết đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng giáng hương cẩm báo này, một cái dòng lan thơm từ thân lá luôn. Giáng hương cẩm báo em bán với giá là 170.000 trong 1 kg. Em hàng em cũng đã cắt tỉa và lựa chọn rất là kỹ luôn. Đó, hàng thì cái lá bản lá rất là mọng nước, tuy nhiên thì dân người ta đi khai thác trên rừng thì giữ rất là cẩn thận như thế này này, 170.000 trong 1 kg. Em cũng sẽ bán chia theo phần này, em bán từ 0,3 kg luôn. Đây cô chú anh chị mình có thể nhìn cho em những cái phần cẩm báo này. Đó, cô chú anh chị em cắt tỉa rất là kỹ luôn, về gần như là cô chú anh chị không cần phải cắt tỉa lại đâu ạ. Dạ, cái lô này em có 2 cây lớn và kèm theo 2 cây nhỏ như vậy nữa. Cô chú anh chị về trồng thấy mẹ con rất là đẹp này. Thì cái hình này em gọi là cái hình cẩm báo số 1 này. Hình cẩm báo số 1 này em xin phép được bán với giá là 65.000 cô chú anh chị nhé. 65.000 cho hình cẩm báo số 1 ạ. Và cái hình số 2, hình số 2 thì với giá là 60.000. Và hình số 2 này chắc khoảng tầm cả chục cây ạ. Và hình số 3 sẽ là 70.000. Đấy, em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg. 70.000 chỗ này cô chú anh chị phải về ghép được ít nhất là 2 giỏ. Và bên này đây thì hôm nay em lại về thêm những cái cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Thực sự thì cái hàng em cắt tỉa rất là kỹ luôn đấy cô chú anh chị. Nên là nhìn hàng xanh mướt như thế này, cắt tỉa rất là kỹ luôn. Gần như là những cái thân mà không còn có tác dụng là đã loại bỏ hết rồi ạ. Và 1 kg cái đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, thân thì như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ bông hoàn toàn là những cái mắt nhung đen và sai bông với những bông hoa rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Em bán hàng này với giá chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi. Cô chú anh chị đã từng chơi gà tròn vùng Cao Bằng thì biết rồi. Trước nay chưa bao giờ giá của nó dưới 180.000 1 kg đúng không ạ? Hôm nay giá chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi. Và bên này đây, dòng sơn thủy tiên hôm nay em cũng bán rẻ sập sàn luôn. Dòng sơn thủy tiên hôm nay chỉ có giá 160.000 trong 1 kg. Đó, giá lẻ thực sự bằng cái giá sỉ luôn. Mà hàng thì rất là nhiều, những cái rể nó đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em còn có thêm cái dòng lan hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ đấy ạ. Cái dòng lan mà với những cái bông hoa cánh sáp bóng và môi tua rất là độc đáo và đẹp luôn. Cái dòng lan hoàng thảo môi tua này em bán với giá là 130.000, 20.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé, tức là 36.000 để cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái giỏ hoa thưởng thức hoa xuân rất là đẹp luôn. Đó, sang bên này đây sẽ là dòng điện lan mạc xuân, còn gọi là dòng điện lan mạc quân tử, một cái dòng lan hoa cực thơm mà nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Hàng hôm nay về thì cây rất là lớn luôn và cây bây giờ đang bắt đầu là, cây bây giờ đã bắt đầu là ngậm nụ rồi cô chú anh chị ạ. Ngậm nụ rồi nên là bây giờ cô chú anh chị trồng thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị mình có thể trồng được những cái giò mạc xuân thuần và vừa được thưởng thức những cái bông hoa Tết rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể trồng ở những khoảng đất trống, nói chung là rất là dễ trồng dễ chăm luôn. Em bán chỉ có giá 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Cái dòng điện lan mạc xuân có 90.000 cho 1 kg thôi, nửa kg thoải mái cô chú anh chị có giò lan đẹp để thưởng thức rồi. Và cái dòng kiều vàng ạ, dòng kiều vàng
Dòng kiều vàng thì hôm nay cũng siêu rẻ luôn cô chú anh chị này. Dòng kiều vàng thì hiện tại em đang có các cái lô mà em chia theo lô, hoặc cô chú anh chị mình mua 170 cho 1 kg, hoặc là cô chú anh chị mua theo lô đấy ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô kiều vàng số 1, một cái lô rất nhiều như này giá có 70.000. Lô số 2 ạ, thân mộc nù này. Đó, cây bây giờ đã bắt đầu là ra rễ luôn rồi đấy ạ. Đấy, lô số 2 nói chung là kiều thì dễ thuần dễ chăm, lô số 2 cũng có giá có 70.000 thôi. Lô số 3 này, lô số 3 có giá là 90.000. Lô số 3 có giá 90.000, nó là nguyên hai rề luôn, rất là đẹp. Lô số 4 một cái rề rất là to và lá mít đẹp với giá chỉ có 80.000 thôi, và một cái rề kiều tím miền Trung duy nhất đấy. Rề kiều tím miền Trung duy nhất này bán giá 100.000 cho cái rề kiều tím này. Sang bên này đây thì em có cái dòng dáng hương đuôi chồn này. Đuôi chồn thì em có bán hàng cân 170 1 kg, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo phần ở đây cho em. Này, phần này em gọi là cái phần số 1 ạ. Phần số 1 này cô chú anh chị về làm một cái chậu đầy ắp luôn đúng không ạ? Phần số 1 này với giá chỉ có 55.000 thôi ạ. Và phần tiếp theo, phần số 2, cây chồn siêu khủng luôn, một cái cây chồn mẹ con, một mẹ hai con cực kỳ là khủng luôn cô chú anh chị ạ. Cái chỗ cây chồn này thì mỗi đến khi có hoa chắc phải tầm 2-3 cái chùm hoa ít nhất ạ. Phần số 2, và ngoài ra còn thêm kèm thêm hai cây to như này nữa. Phần này em bán là 100.000 cô chú anh chị nhé. Và sang phần tiếp theo là phần số 3 này. Phần chồn số 3. Phần chồn số 3 này em bán với giá là 60.000 đây. Đó, cả một cái lô chồn như này có giá 60.000 ạ. Dáng hương bạch nhạn, em còn có 2 cái lô bạch nhạn duy nhất này. Những cây bạch nhạn lá xếp rất là xinh, cái dòng hoa mà cho ai yêu thích, cái dòng hoa màu trắng. 40.000 cho cái lô số 1 này, và 45.000 cho lô bạch nhạn số 2 nhé cô chú anh chị nhé. Và dáng hương hoàng nhạn thì hoàng nhạn hiện tại em còn có đây, một cái cặp đôi hai cây rất là to này cô chú anh chị này. Hoàng nhạn rừng hai cây rất là to luôn, cặp đôi này em bán với giá là 60.000 này. Cây này thì rất nhiều cặp lá, tuy nhiên thì bị gãy mất một cái lá bên trên này, mà xếp rụt rất là đẹp luôn, cái bản lá ngắn mít rất là đẹp. Cặp đôi này 60.000 cô chú anh chị ạ. Và bên này thì em còn có một cái lô hoàng nhạn này này. Đó, hoàng nhạn kể cả cái lô này thì có khoảng tầm cả chục cây, giá chỉ có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đây là những cây nhạn rừng. Nói chung là dòng nhạn rừng ấy thì cô chú anh chị mình về chỉ cần trồng khoảng tầm 2 năm thôi là mình có một những cây nhạn rất là đẹp rồi đây. Ví dụ như cây nhạn này, cô chú anh chị nhìn có thể thấy là nó không khác gì dòng nhạn 4N luôn đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây là hoàn toàn là cái cây nhạn rừng của Việt Nam, rừng nhá cô chú anh chị nhá, nhạn rừng về trồng khoảng tầm 2 năm nó được cây to và đẹp như thế này. Mà nhiều nhà vườn người ta chọn những cây nhạn gọi là cây nhạn bé. Sau khi mà nó mọc ra lá mới thì cái lá cũ coi như là bỏ đi hết đi cô chú anh chị ạ, thì nó sẽ còn lại là những cái lá mới nó rất là đẹp như thế này. Đó, đẹp một cách trọn vẹn như thế nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, thay vì cô chú anh chị mua những cái cây nhạn 4N của Thái, nó cũng là hàng từ rừng mà ra, thì cô chú anh chị có thể lấy những cái cây nhạn hàng rừng về mình tự chăm sóc, tốn thời gian một chút xíu nhưng mà đảm bảo là cô chú anh chị sẽ cảm thấy là thực sự rất là thú vị khi mà mình trồng từ những cây lan bé nhỏ như này mà có thể có được những cây nhạn rất là to, rất là to để mà thưởng thức đấy ạ. Đấy, cả một cái lô như vậy có 50.000. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ thẻ bài. Một cái cây lan mà người ta trồng ở trong nhà, trong phòng khách, cái bàn làm việc, và được ví như là một cái lá phổi xanh cô chú anh chị ạ. Và đây là cái dòng lan thẻ bài hoa kép cô chú anh chị nhé. Một cái bông thẻ bài như thế này, nó sẽ có khoảng tầm 2, 4, 5, 6 cái bông hoa trên một cái trên một cái chùm hoa này sẽ có 5-6 cái thẻ bài, gọi là cái dòng thẻ bài bông kép nhé cô chú anh chị nhé. Và riêng cái dòng thẻ bài này này, ngoài cái tác dụng là thanh lọc không khí rất là tuyệt vời, thì cây thẻ bài này nó có mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Đó là người ta quan niệm rằng cây thẻ bài này khi mà cô chú anh chị trồng trong nhà ấy, nó như là người ta quan niệm rằng nó sẽ mang đến sự may mắn, sự an lành cũng như là tài lộc cho gia đình mình. Đó, đó là cái cây quan niệm về cây cây thẻ bài này cô chú anh chị nhé. Tất cả những cái cây thẻ bài này nó sẽ nở hoa rất là lâu, và ngoài những cái bông hoa hồng rất là xinh đẹp này này, sau này nó sẽ trên những cái bông hoa hồng này nó lại tiếp tục nở thêm, nó không phải tàn ngay mà nó sẽ còn nở thêm ra những cái bông hoa tím tím xinh xinh ở trên những cái cánh hoa này nữa cô chú anh chị nhé. Nên là cái hoa nó sẽ nở rất là lâu. Và một cái chậu vũ nữ thẻ bài xinh đẹp mà nhiều tác dụng như vậy, giá em bán ở đây chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Chậu này chắc chắn cô chú anh chị thưởng thức từ khi bây giờ cho đến khi mà nó nở thêm những bông hoa tím phải tầm vài tháng cô chú anh chị ạ. Nên là cô chú anh chị yên tâm cho em, chứ nó không phải là tàn ngay đâu nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ.
cô chú anh chị nhìn cho em này, chậu nào chậu đấy thân thắt đốt sáng bóng rất là đẹp như thế này, chậu cực nhiều thân luôn. Em bán một chậu chuỗi ngọc như vậy với giá 170.000 cho một giò thôi. Đó, cô chú anh chị có thể tham khảo giá, ít có những cái lô nào. Đây là những cái lô tuyển chọn đầu tiên của nhà vườn nên là sẽ rất là nhiều thân và nó đẹp như này nhé, 170.000 một giò. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả di linh xuân. Cái hàng này là hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Dạ. Nhìn hoàn toàn là hàng ươm ki, trước đây mỗi thân hơn cả 100.000 cô chú anh chị ạ. Một cái mặt bông di linh rất là đẹp. Hiện tại cả một cái chậu như vậy em bán có 80.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây địa lan quân tử ạ. Người ta đây cũng là một cái cây thanh lọc không khí và cây lan phong thủy nhé cô chú anh chị nhé. Tạo không gian xanh, thanh lọc không khí và có thể cho hoa ở xuân hoặc là đầu cho Tết của chú anh chị. Đây là những cây rất là to như vậy với giá em bán là 75.000 cho một cái cây cây quân tử này. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Dạ. Một cái chậu kiều lộc bắc, hiện tại cây đã bắt đầu là có một số cây đã bắt đầu là sưng nụ rồi. Đấy, chậu cực sum xuê luôn, rất là đẹp ạ. Dạ. Những chậu lan đây cô chú anh chị này, ví dụ như chậu này chắc chắn là sau này phải có ít nhất là 2 bông hoa. Giờ hai cái chùm nụ sưng, hai cái mắt nụ sưng rất là lớn như thế này. Đấy, thì một cái chậu kiều lộc bắc như thế này, mỗi một cây có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa đẹp. Giá chỉ có 170.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây, sang bên này đây thì những giò đen đô xuân đẹp mướt mắt luôn cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Tất cả những cái giò đen đô xuân này rơi từ 6-7 thân trở lên. À, thân mập nù như ngón tay tay cái luôn. Và cái bản lá mít tròn vo rất là đẹp như thế này cô chú anh chị. Hàng thì hoàn toàn là thắt hết ngọn rồi. Thì em sẽ kéo ra một cái chậu, 1-2 chậu để cô chú anh chị cùng ngắm nhé. Đây ạ. Tất cả những cái chậu thì đều đảm bảo là khi mà nở hoa thì sẽ là những cái giò lan phải nói là xuất sắc để cô chú anh chị có thể thưởng thức những bông hoa Tết, gọi là những cái giò hoa Tết tuyệt vời nhất nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu đen rô xuân nó đẹp như thế này ạ. Và với giá em bán ở đây là 160.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Quá thực sự, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đó, quá là đẹp luôn. Hiện tại cô chú anh chị thấy ạ, thắt gọn và cứng cáp như thế này hết rồi. Nên là cái hàng này sẽ rất là đảm bảo để cô chú anh chị có một cái mùa hoa Tết gọi là đẹp trọn vẹn nhé. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của dòng đen lô xuân. Dòng đen lô xuân này thì cái chiều dài của nó khoảng tầm 30 cho đến 40 cm đổ lại. Nên là khi mà cô chú anh chị nó rất là phù hợp để cô chú anh chị có thể dễ dàng trưng ở phòng khách, bàn làm việc hay là trên kệ. Nói chung là rất là dễ dàng trưng nhé cô chú anh chị nhé. Này, và dòng đen lô xuân thì cô chú anh chị biết rồi, cực kỳ là sai bông, rất là sai bông luôn. Mặt bông nào thì cô chú anh chị cũng không thể nào mà chê được luôn ạ. Đây là các cái mặt bông của dòng đen đô xuân này. Đó, cô chú anh chị sở hữu cái mặt hoa nào thì cũng không thể nào mà chê vào điểm nào được. Đây là những cái giò đen đô xuân mà cũng chiều cao khoảng tầm 30 cm đổ lại thôi. Mà một chậu hai thân nó đã đẹp như thế này rồi, đẹp rực rỡ như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Thì một chậu hiện tại đây, đó, chưa gì đâu cô chú anh chị đã nhìn thấy nó mướt như thế này rồi. Thì đến khi sau này nó nở hoa thì chắc chắn là sẽ cực xuất sắc đúng không ạ. 160.000 cho một giò thôi. Và những cái giò đen đô xuân như này, một chậu hai thân như thế này chắc là cô chú anh chị nếu đã từng mua thì biết rồi, không dưới 200.000 đúng không ạ. Không dưới 200.000 cho một chậu hai thân, ba thân cao từ khoảng tầm 20 cm cho đến 30 cm đâu thôi ạ. Còn đây ạ, là những cái chậu nó quá đẹp như thế này, nó quá đẹp như thế này ạ, và rơi từ 6 thân trở lên đấy cô chú anh chị, quá xuất sắc luôn. Giá chỉ có 160 cho một giò cô chú anh chị nhá. Còn ở đây thì em cũng có là những cái giò đen đô xuân và nó có phần cao hơn một chút xíu, cũng rơi từ 5-6 thân trở lên, đẹp mê ly luôn cô chú anh chị ạ. Và ở đây là những cái giò như này, cao hơn, cùng là cây giống đấy nhưng mà nó cao hơn nhé cô chú anh chị nhá. Đấy, thân rất là đẹp luôn. Với giá em bán là 170 cho một giò. Bên này đây sẽ là những cái giò đen đỗ mắt đen này, cũng là đen rô nhưng mà đây là dòng đen đỗ mắt đen, thân căng phình luôn, thắt ngọn hết rồi. Và cô chú anh chị nhìn lá của nó so với đen rô xuân thì khác hẳn đúng không ạ. Cây này lá mỏng nhọn hơn đó, thân cũng quá tuyệt vời. 230 cho một giò, hơn chục thân cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em còn có những cái cây lan thiên nga rất là xinh đẹp này. Những cái cây thiên nga hàng chuẩn bông cây giống luôn, năm thứ ba thứ tư hết đấy ạ. Có 60.000 cho một cái cây thiên nga này thôi. Em có màu xanh cốm này, và màu nâu đốm. Nói chung là hai cái màu hoa độc đáo và đẹp đáng sưu tầm cô chú anh chị ạ. Cây bây giờ đã bắt đầu là chuẩn bị xuống, gần như là xuống hết lá và chuẩn bị cho mùa mầm cũng như mùa hoa mới rồi. Còn bên này đây là những cái giò lan hạc vĩ thiên cung lự bố nhé. Hạc vĩ thiên cung lự bố, một cái chậu em đếm sơ sơ, cái chậu mà thân vừa vừa như này cũng phải rơi tầm chục thân. Còn những cái chậu thân to bự chảng như kia thì nó sẽ ít hơn một chút này cô chú anh chị này. Có 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Và đây là cái mặt bông của nó này.
không phải nhạt màu như hạt vĩ rừng mà nó đậm đà tuyệt vời như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị mà muốn có một cái tác phẩm y như con giò này thôi, cô chú anh chị có thể lấy giúp em hai chậu. Hai chậu là cô chú anh chị có tác phẩm tuyệt vời. Không thì cô chú anh chị cũng chỉ cần lấy một chậu thôi cũng đủ đẹp rồi. Cây này thì dễ sinh trưởng, phát triển rất là mạnh. Cô chú anh chị có thể về làm cây giống và thưởng thức hoa luôn với giá chỉ có 100.000 cho một giò này. Đấy, trước đây một cái thân hạc vĩ như vậy à, hơn 100.000 luôn đấy cô chú anh chị ạ. Còn bên này thì em còn có đây, đây là cái giò ngọc nữ. Cô chú anh chị thấy là quá xung xuê đúng không ạ? Cái giò này mà sao nếu sau này mà nở hoa đến mùa hoa thì đẹp thôi rồi ạ. 160 cho một giò. Và sang bên này đây sẽ là những cây cửu bảo tiên nhé cô chú ạ. Coratcoki chứ. Coratcoki rất là xinh đẹp, chậu cây đôi cô chú anh chị ạ. Và riêng dòng Coratcoki, cô chú anh chị tìm hiểu về cái dòng lan cây giống này, nó là một cái cây lai tạo giống giữa cây cửu bảo tiên và cây Coratcoki đấy ạ, và cây hoàng nhạn đấy ạ. Nên là nó sẽ mang cái vẻ đẹp tuyệt vời nhất của cả hai cái giống hoa này. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm, đây là một cái chậu Coratcoki mà người ta trồng được có hơn một năm thôi đây cô chú anh chị này. Đó, mỗi một cây có thể cho mình hai cái chùm hoa rất là đẹp như thế này rồi. Cây này thì phát triển cái bộ lá rất là nhanh luôn. Cây phát triển sinh trưởng mạnh và cực khỏe cây cô chú anh chị ạ. Đấy, những cây mà hiện tại em đang có như này cô chú anh chị về chỉ cần trồng khoảng tầm 1 cho đến hơn 1 năm thôi là có thể có được những cái giò lan nó đẹp như thế này luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp như thế này luôn ạ. Hoa thì sẽ là to như cái chén mắt trâu của cái dòng hoa, nó sẽ to như cái chén mắt trâu của cái dòng lan cửu bảo tiên. Và lại mang vẻ đẹp lá xếp của dòng lan hoàng nhạn. Và cái độ thơm của dòng hoàng nhạn với cả cây cửu bảo Coratcoki nên là tạo ra những cái cây lan mà ngắm từ thân lá, ngắm đã mắt luôn từ thân lá của chú anh chị ạ. Không thể rời mắt luôn khi mà nó nở hoa luôn đấy ạ. Một chậu như vậy chỉ có giá 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. 110.000 thôi. Đảm bảo là sau này cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm ngắm đã mắt tuyệt vời như vậy đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có những chậu châu hồng gấm này cô chú anh chị này. Dòng châu hồng gấm cô chú anh chị cùng em ngắm cho em cái mặt bông màu cam đỏ rất là tươi, rất là đẹp như này. Thì một cái giò như vậy em bán là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Riêng châu hồng gấm thì em cũng đã bán rất là nhiều lô rồi. Tuy nhiên thì để có được cái màu sắc đỏ và lưỡi ánh tím như thế này thì đây là cái lô đầu tiên em thấy là có cái mặt hoa đẹp như vậy. Châu hồng gấm ạ, hoa rất thơm mà nở hoa quanh năm. Đấy, cây nhiều cặp lá, lá xếp rất là xinh như này. Có 110.000 cho một giò thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hồ điệp rất là xinh đẹp luôn. Đó, cái bộ rễ phát triển cực khỏe. Đây là dòng hồ điệp bông đại nhé cô chú anh chị nhé. Hồ điệp bông đại ạ. Cô chú anh chị có thể lấy những cây hồ điệp này về tự trồng, tự chăm sóc để tự cảm nhận được cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó khi mà nó nở hoa từ chính những cây hồ điệp mà mình trồng đấy ạ. 30.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 30.000 cho một cái cây hồ điệp đại. Hồ điệp cây hoa bông đại này. Và sang bên này thì em còn có một cái chậu cát duy nhất này. Đó, cái chậu cát này này, cái thân tím ngắt luôn. Đây là dòng hoa tuyển chọn 120.000 cho một giò này. Hoa tím đỏ và lưỡi vàng nhá. Đây là cái cát mini, giống cát mini cực khỏe luôn. Em bán chậu này với giá 9.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan châm rồng đỏ này. Châm rồng đỏ. Trước đây là mưa làm gió với mỗi một thân là hơn 300.000 một thân luôn. Đây là mặt bông trầm rồng đỏ nhé. Nở đúng hoa vào thời điểm Tết luôn đấy ạ. Hoa vừa thơm, bông hoa to như là cái hoa của trầm rừng luôn ạ. Cánh hoa bầu tròn mà hoa to, cái lưỡi mây tuyết rất là đẹp như thế này. Ở trước đây thì từng có giá hơn 300.000 cho một thân. Đó, và một cái giò trầm rồng đỏ trước đây là vài thân thôi cũng hơn triệu. Còn bây giờ thì giá nó siêu rẻ luôn để cô chú anh chị mình có thể có được những giò lan đẹp để mà thưởng thức hoa Tết đấy ạ. Cái giò này em gọi là cái giò số 32 nhé cô chú anh chị nhé. 32 này. Một cái giò trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhìn thấy cho em là đây là giò có 4 thân ạ. 4 thân trầm rồng đỏ này. 4 thân trầm rồng đỏ đúng rồi. Đúng rồi, đây là cây trầm rồng đỏ nhé. Thì 4 thân này em bán có 110.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình số 33 này. Chậu này là 4 thân to đùng. Có những thân nó phải dài tầm 60cm luôn rồi. Cái giò này em bán với giá là 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo ạ. Tháng bây giờ cũng đã bắt đầu là thắt ngọn xuống hết, xuống lá rồi đây. Hình số 34 này. Cái chậu này cực kỳ là sum suê luôn. Đó, thân đanh căng mướt luôn. Thắt ngọn căng phình rất là đẹp như thế này rồi. Giò khoảng gần cả 7-8 thân ngắn dài gì đó. Rất là đẹp như vậy với giá 120.000. Giò số 35.
100.000 thôi ạ. 100.000 luôn cô chú anh chị nhá. Như là vừa bán vừa tặng luôn. Đảm bảo cô chú anh chị là hoa thì xuất sắc luôn nhé cô chú anh chị. 36 110.000. Và 37 đây ạ. Chậu này ba thân to nú luôn, lá xếp đẹp tăm tắp như thế này. Và giờ này em bán 120.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 38. Cái chậu 38 này em xin phép được bán với giá là 110.000 ạ. Và chậu số 39 đấy ạ. Thân siêu to khổng lồ đây. Thân to 7-80 cm, thân to như ngón chân cái luôn đấy ạ. Một thân rất là to này. Và thêm ngoài ra thêm 3 thân thấp hơn ở đây ạ, 120.000. Và sang hình số 40. Cái giò 40 này này, em bán cái giò này với giá là 110.000 nhá. 110.000 ạ. Và hình số 41 đấy ạ. 41 120.000 cho giò 41 này. Thân nào thân đấy to nú luôn. 42 ạ. 120.000, quá đẹp cô chú anh chị ạ. 120.000 cho giò này. Hình 43 là một giò tam bảo sắc. Giò này em bán là 100.000 nhá. Và 44 là một chậu. Ôi. Một chậu kiếm Phan Chí hàng gieo hạt đấy ạ. À, cái bông này chắc là sẽ là một cái bông mà bông mắm rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị đấy ạ. Và lá rất là to. Đấy, hoa của cái cây này cũng rất là thơm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Thân giả hành rất là căng, rất là đẹp như này. Và một cái chậu này em bán với giá 100.000. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ này. Trầm cổ hay còn gọi là, thực ra nó có tên là trầm than củi đấy ạ. Hoa của nó tím đỏ đẹp vô cùng luôn. Từ cái thân của nó đã xoắn, khi mà già là bắt đầu là chuyển sang một cái xoắn đỏ như thế này. Đấy, toàn bộ thân chuyển sang xoắn đỏ như vậy nhé. Đấy, cô chú anh chị mình cùng em ngắm vẻ đẹp của dòng lan trầm cổ đi ạ. Cánh hoa tím đỏ và sáp bóng đẹp xuất sắc như thế này. Cô chú anh chị chăm đến cái độ đạt thì mỗi một thân có thể dài đến cả 2 mét nhé cô chú anh chị nhé. Với những cái giò hiện tại mà em đang có ở đây thì chắc chắn là khi mà nở hoa thì cô chú anh chị phải được những giò lan nó đẹp như thế này rồi cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em có cái hình này gọi là hình 26 này. Giò số 26 em bán giò này với giá là 110.000 đấy ạ. 110.000 cho giò 26, ba thân to nú và cao vút khoảng tầm 50 cm trở lên đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 27 này. Cũng đẹp mê luôn, 110.000 thôi. Đó, 120.000. Và hình tiếp theo là hình số 28, 110.000 này. Và hình 29 ạ, với giá 110.000. Hình tiếp theo 30. Nói chung là giò nào giò đấy. Trước đây một cái giò này sở hữu một thân cũng là một điều xa xỉ luôn. Hiện tại cái chậu như này có 110.000, chậu này cũng là 120.000 chứ. Và hình số 31 này, chậu này cũng là 120 cô chú anh chị ạ. Đã, quá nhiều thân đẹp luôn ạ. Và hình số 32 ạ, cũng là 120.000 đấy ạ. Ôi, hình 32 này là trầm rồng đỏ rồi. Trầm rồng đỏ rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò, những cái cây đai châu Thái cô chú anh chị này. Những cái cây đai châu Thái thì hàng đai châu Thái này ấy, thì em có bán hàng cân nhé cô chú anh chị nhé. Giá là 380.000 trong 1 kg. Và cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. 160.000 cho ba cây siêu to bự chảng này. Cây này đảm bảo cho cô chú anh chị có mùa hoa đẹp luôn. Giá cô chú anh chị về tự trồng rẻ chưa bằng một nửa mà cái hàng mà cô chú anh chị mua thuần, hàng thuần luôn cô chú anh chị ạ. Mà những cây lan nó quá đẹp như vậy đấy ạ. Tiếp theo là hình số 12 là 160.000, cũng là ba cây. Hình số 13 phần này cũng là ba cây đó. Ba cây, cây đang chuẩn bị cho nụ hết rồi. Hình này em bán với giá là 230. Hình số 4 này, hình số 4 này cũng là ba cây. Ba cây này với giá là 190.000 ạ. Ba cây cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, thay vì mua một cây trâu vài trăm nghìn, cô chú anh chị có thể mua cả một cái hình như này về tự trồng, dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn. Cái bộ rễ này cô chú anh chị nhỉ. Cái mùa này không có mùa nào ghép đai trâu đẹp hơn cái mùa bây giờ luôn cô chú anh chị ạ. Hình số 5, 190.000 cho ba cây trâu này. Hình số 6 này, một cái cặp đôi. Đó, một cặp đôi này. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy này, cái bộ rễ bây giờ đang là cái mùa phát triển rất là đẹp. Hình này có 120.000 thôi ạ. Và bên này là hình số 7. Cái chậu trâu trồng sẵn trong chậu nơi nhựa này. Mít rụt luôn, rất nhiều cặp lá đẹp. Hàng này em bán với giá là 120.000 ạ. Và hình số 8 này. Một cặp đôi rất là đẹp để em bán 180.000 nhá. Cặp đôi cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và hình số 9 này, một cái cây cắt lá em bán 190.000. Và hình số 10, 400.000 cho cái cây này. 400.000 với cây không lỗi mà cái hàng lá kẻ biên. Và chậu 11, Helen 11, 150.000. Helen số 12 cũng 150.000 ạ. 13 là một cái giò hoàng thảo vôi.
Đây là cái giò vôi Bắc nhá cô chú anh chị nhá, nhìn thân nù rất là đẹp luôn. Vôi Bắc nó không dài như vôi Lào nhưng phải nói là siêu có võ luôn, bởi vì cái bông hoa của nó tím hồng rất đẹp. Độ thơm chỉ đứng sau Trầm ạ. Cái sắc hoa của nó tím hồng rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái giò này em bán là 130 nghìn nhá. Là hình số 13 đấy ạ, 14 này. 14 đây là một cái giò cũng là giò hoàng thảo vôi cô chú anh chị ạ. Thân nù luôn đấy ạ. Rất là nù luôn, cái hàng này hàng tự tay nhà em trồng ấy ạ. Em bán giò này với giá 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 này em bán, đây là một cái bảng long tu xuân nhá, 110.000 thôi ạ. Quá xinh đẹp luôn, đầy ắp những cái mắt nụ luôn cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị một con giò lan rất là xinh như thế này với giá 110.000 long tu xuân ạ. Size bông tuyệt vời luôn ạ. Về chỉ việc treo thưởng thức hoa thôi. Mà đây là cái hàng mà tự tay nhà em trồng ấy, nên cô chú anh chị nhìn khác hẳn luôn. Với cả những cái cây nó mướt tuyệt vời của hàng vườn đúng không ạ? Cô này cây này, những cây này cô chú anh chị về trồng, về treo ở nhà đảm bảo là không bị tóp héo thân, cũng như là không bị rớt xuống lá những cái hàng nhà vườn người ta trồng chăm sóc kỹ đâu ạ. Hình này em gọi là cái hình số 16 ạ, 130.000. Đấy, thân to nủ luôn, ngắn nhưng mà cực kỳ là chất cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 17, cũng 130.000 đấy ạ, 130.000. và hình số 18 này 130.000. Và hình số 19 cũng là 130.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 20. Đây là một cái giò long tu đá. Long tu đá siêu nhiều thân luôn, xinh đẹp như này này. Đó, giò này mà nở rộ hoa thì chắc tuyệt vời lắm luôn đấy ạ. 110.000 đấy ạ. Và hình số 21. Giò này em bán là 100.000 này. 22 cũng 100.000 thôi. Mật ong khoái này cô chú anh chị này. Hôm qua thì em còn có kèm theo cả phấn hoa. Tuy nhiên thì không có nhiều phấn hoa đâu, bởi vì là một số thì người ta đã lọc ra để nhà sẵn rồi. Đấy, còn một số thì về đây em nhìn thấy là nó có dính theo cả cái những cái túi mật này, em lọc nó ra ấy. Cô chú anh chị nhìn ạ. Lô mật ong phải nói là siêu ngon luôn cô chú anh chị nhá. Phải nói là ngon và siêu ngon luôn. Đặc sánh vàng óng, đặc sánh và vàng óng rất là ngon như thế này cô chú anh chị này. Ít có những cái lô, phải nói là ít có cái lô mật ong nào mà nó đặc, nó đậm, nó đặc mà nó vàng óng như này luôn. Ui, kèm theo một con tự dưng lại kèm theo một con nhộng ở đây chứ. Rớt xuống một con nhộng. 1 kg này với giá 230.000 mà chủ yếu là nhiều mật nhé cô chú anh chị nhé. Rất nhiều mật luôn. Sáp thì ít thôi cô chú anh chị ạ. Sáp ít thôi, bởi vì là trong quá trình mà mình chặt ấy, cái mật này nó bị chảy ra, thành ra là cái sáp không còn gì, em bỏ đi luôn. 200.000 cho 1 kg. Cái này cô chú anh chị mang về dùng cho gia đình hay là làm quà tặng quà biếu thì em nghĩ là không có gì quý hơn ạ. Chè dây cho cô chú anh chị nào rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, cho cô chú anh chị nào đang cần đây. Một túi chè dây như vậy, sạch theo đúng mọi nghĩa của nó luôn. Tự tay gia đình em chọn sao nhé cô chú anh chị nhé. Nhặt từ rừng và tự sao tay luôn. Giá em bán một túi như vậy là 1 kg, 100.000 ạ. Và bên này là miếng rong phe đén với giá cũng 100.000 cho một túi 1 kg nhé. Và rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho lan ở đây. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4. Vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Dớn bảng chiều dài 13-30 với giá là 15.000. Chiều dài kích cỡ 20-30 với giá là 18.000. Thì rất nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ở đây. Duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000 nhá. Atomic 12.000 cho 1 gói ạ. B1 Thái 40.000 cho 1 lọ. À đâu, Hùng Nguyễn 50.000, 25.000 cho 1 lọ, 50.000 cho 1 cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. Super Thai hormone năng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Hùng Nguyễn B1 Thái 40.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho 1 lọ. Và siêu dơ dễ N3M 30.000 cho 1 lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 cho 1 lọ. Liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho 1 lọ nhé. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho 1 lọ này. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và cáp tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 cho 1 lọ. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn này, 25.000 trong gói. Chito đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân dê chiều dài 20 cm với giá chỉ 4.000 thôi. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi 1 kg ạ. Bên này đây sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng một túi, đóng gói 1 kg. Một cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo luôn, bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu mà hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn cô chú ý chị ạ. Và rất là lành tính. Túi như vậy có 35.000 ạ.
Bên này thì em vẫn có thêm cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000 ạ. Rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn, tạo độ ngọt, tạo hương vị, đúng không ạ? Và rất là tốt đối với sức khỏe. Thì đây là từ những cánh hoa hồi tự nhiên này đã được chiết xuất thành những giọt tinh dầu hồi, đảm bảo cô chú anh chị rất là tiện sử dụng, cũng như là rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Đặc biệt cái mùi hương của nó thì giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương để cảm nhận cái vẻ thư giãn rất là tuyệt vời mà nó đem lại ạ. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.